Vivu TV xin kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị một ngày mới an lành, kính mời quý vị đến với bài viết Ai sắp sẵn cho Phan Văn Mãi ngồi ghế chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phan Văn Mãi 48 tuổi, quê huyện Dòng Trôm, Bến Tre, phó bí thư thường trực thành ủy ở Sài Gòn, chính thức được bầu vào ghế chủ tịch thành phố này thay cho ông Nguyễn Thành Phong. Theo báo Thanh Niên, 8 giờ sáng 24 tháng 8, Hội đồng Nhân dân ở Sài Gòn đã khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ hai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Sài Gòn vừa bước vào hai tuần siết chặt giãn cách xã hội. Bằng thiết quân luật từ 23 tháng 8 đến 6 tháng 9, sau gần 90 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng và trải qua nhiều đợt giãn cách xã hội qua nhiều cấp độ, tăng cường. Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cho biết thành phố đang tập trung các giải pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, Do yêu cầu cấp thiết về công tác cán bộ và một số tờ trình về công tác phòng chống dịch, Hội đồng Nhân dân quyết định triệu tập kỳ họp, trong đó việc bầu tân chủ tịch là một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này. Bà Lệ cho rằng đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và người dân Sài Gòn. Thành phố đã căng mình những ngày qua để chống lại sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch COVID-19. Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành miễn nhiệm chủ tịch đối với ông Nguyễn Thành Phong, còn gọi là tư phong với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu bầu làm tân chủ tịch và ông Phan Văn Mãi được đề cử giữ chức danh chủ tịch ở Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026. Và đúng như sự sắp sẵn, tân chủ tịch thành phố Phan Văn Mãi đắc cử với tỷ lệ phiếu 87-89 đại biểu có mặt tại kỳ họp. Việc thay ngựa giữa dòng trong bối cảnh Sài Gòn đang chịu thiệt hại nặng nề của đại dịch COVID-19 làm dấy lên nhiều đồng đoán. Tuy vậy, theo Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, ngay từ trước đại hội 13 đã có phương án nhân sự đưa ông Phong ra Trung ương, vì Sài Gòn không thể có hai ông Bến Tre cùng ngồi lãnh đạo được, do ông mãi cùng quê Bến Tre với ông Phong. Trong bài đăng trên trang cá nhân về chuyện ông Phong đột ngột phải rời ghế trước khi các báo ở Việt Nam xác nhận tin này, Bà Trà cũng tiết lộ chuyện ông Phan Văn Mãi là người sẽ qua chịu nghe chửi thay ông Phong. Tương tự các vụ bỏ phiếu ghế lãnh đạo khác của đảng, việc Hội đồng Nhân dân thành phố bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được cho lại diễn ra đúng quy trình, với một ứng cử viên duy nhất là ông Mãi. Theo báo Tiền Phong, ông Phan Văn Mãi có trình độ cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Phan Văn Mãi là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, từng trải qua các chức vụ, Bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 1 tháng 6, 2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ thành ủy và phân công giữ chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy ở Sài Gòn thay ông Trừng Lưu Quang được điều động giữ chức bí thư thành ủy Hải Phòng. Đáng nói là khoảng một tuần trước ngày nhận ghế chủ tịch, ông Mãi gây tranh cãi khi phát động phong trào lấy sức dân chăm lo cho dân. Thời điểm đó, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết ông Mãi chia sẻ với hàng trăm ngàn hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn, già yếu, neo đơn, bệnh tật phải lo lắng cho cuộc sống hàng ngày. Hàng trăm ngàn tiểu thương, hộ kinh doanh đóng cửa, ngừng buôn bán, hàng chục ngàn sinh viên đang ở ký túc xá, nhà trọ học hành, làm tình nguyện. Tuy vậy, trên mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích giới lãnh đạo Sài Gòn chỉ biết nói suông về khó khăn của dân chúng trong đại dịch và diễn giải ý của vị phó bí thư là người dân hãy tự chăm lo cho nhau, thay vì trông đợi vào sự trợ giúp của chính quyền. Liên quan đến chuyện ông Mãi và bộ sậu thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố liên tục ra công văn, chỉ thị chở nhau trong những ngày gần đây. Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc đã cảm thán trên trang cá nhân, người dân toàn nghe đùng đùng, không biết đâu mà lần nên đành rầm rộ phi ra đường kiếm thực phẩm, tìm mua thuốc dự trữ cho chắc ăn. Lãnh đạo cứ mãi trách dân không tuân thủ chỉ thị 16, không chấp hành giãn cách một chuyện rất hệ trọng đến sinh mạng và cuộc sống của dân, mà lãnh đạo mỗi ông nói một kiểu, thay đổi như lật bánh tráng thế thì bảo dân không xôn xao sao được. Làm ơn thống nhất, bàn bạc cho kỹ đi rồi ra một văn bản với nội dung cụ thể, ngắn gọn để dân có thể hiểu và làm theo. Trước đó hôm 20 tháng 8, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia ban chấp hành. Ban thường vụ và thôi giữ chức phó bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2020 đến 2025, thôi chức chủ tịch ở Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 đến 2026 và được điều động, phân công giữ chức phó trưởng ban kinh tế trung ương. Kính thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Hồng Lĩnh có tạo nên một xu thế tự từ chức. Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tuyên bố sẽ từ chức nếu để người dân đói trong thời gian giãn cách xã hội có lẽ là trường hợp hy hữu trong lịch sử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên bố của ông Nguyễn Hồng Lĩnh khác với trường hợp ông Lê Huy Ngọ xin từ chức để tránh phải thảo luận về trách nhiệm. Tuyên bố của ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng khác với tuyên bố của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhận chức tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay. Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trong hoàn cảnh ông Phan Văn Khải khi rời chức thủ tướng trước nhiệm kỳ và tiến cử ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lỗi, để tham nhũng nghiêm trọng, tôi nhận lỗi trước nhân dân. Tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng là một nước cờ chính trị. Nay không ai bắt buộc, lại không có vị thế như ông Nguyễn Tấn Dũng để khuynh đảo mà thoái thác trách nhiệm, nhưng ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã tự treo vào mình án tự từ chức khi để dân đói trong giãn cách xã hội. Tuyên bố của ông Nguyễn Hồng Lĩnh không phải là một nước cờ chính trị. Bởi thí dụ ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số người dân bị đói trong giãn cách xã hội là cả triệu người, đến mức hàng vạn người phải ra đi. Và thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh thì vì chống dịch Covid không thành công mà ông Nguyễn Thành Phong phải rời chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên, có thể tiên liệu, ở Đồng Nai cũng có đến hàng vạn người đối mặt với đói khi thực hiện giãn cách, mà việc xác định dân có bị đói hay không cũng không khó, vì ai bị đói cũng có thể kêu lên qua mạng xã hội cho nên tuyên bố của ông Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ phải đối mặt với sự kiểm chứng thực tiễn. Ở phương diện khác, cũng chưa thấy ông Nguyễn Hồng Lĩnh có cơ hội để bước lên một chức vụ mới đến mức phải mạo hiểm đánh đổi chức bí thư tỉnh ủy. Tuyên bố của ông Nguyễn Hồng Lĩnh nghiêng về chân thật, xuất phát từ lòng thương dân, từ trách nhiệm, chứ không nghiêng về nước cờ chính trị. hai, Nhưng đáng để phục hơn, tuyên bố của ông Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định trách nhiệm của bí thư tỉnh ủy là người đứng đầu tỉnh, chứ không đổ lỗi trách nhiệm cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong 62 tỉnh thành chưa có vị bí thư nào dũng cảm, dám đứng ra nhận trách nhiệm rõ ràng như ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Phải thêm một lần nhắc lại, bất cứ ở tổ chức nào, đơn vị nào, địa phương nào, thì người có chức vụ cao nhất phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Ở phương diện tỉnh thành là bí thư tỉnh thành chứ không phải chủ tịch ủy ban nhân dân. Ở phương diện quốc gia là tổng bí thư, rồi sau mới đến truyền thông và các chức vụ khác. Phân công hay không phân công thì người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Phân công cho chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng ban phòng chống COVID-19 thì trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về bí thư tỉnh ủy. Phân công cho phó thủ tướng làm trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 thì trách nhiệm lớn hơn là của thủ tướng. Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh, dù ông Nguyễn Thành Phong có là trưởng ban chống dịch thì trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về ông bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên. Ông Phan Văn Mãi thay ông Nguyễn Thành Phong có làm trưởng ban phòng chống dịch thì trách nhiệm lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn thuộc về bí thư thành ủy chứ không phải là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định chức vụ và trách nhiệm cao nhất của các bí thư tỉnh thành, đó là sự sòng phẳng đáng nể của ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Đáng nể vì trong cả bộ máy chưa thấy ai dám tuyên bố sòng phẳng như ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Ở nước ta đảng cầm quyền, chính quyền không phải là nơi để người có chức vụ đảng cao nhất chối bỏ trách nhiệm. Chính việc người có chức vụ cao nhất trong đơn vị không đứng ra nhận trách nhiệm, nên không kỷ luật được ai khi thất bại. Thành ra, hoặc là phê bình, hoặc nhận lỗi tập thể, hoặc lấy một ai đó cấp dưới để kỷ luật thay thế. Nói đến kỷ luật thay thế thì nhớ đến tích Tào Tháo cắt tóc thay đầu, nhưng tóc từ đầu của Tào Tháo chứ không từ đầu của người khác. Trong trường hợp phải thế mạng, thì Tào Tháo cũng sòng phẳng báo trước cho vương hậu là mượn đầu của vương hậu để yên lòng quân, xin phụng dưỡng mẹ già và gia đình vương hậu. Việc nhận lỗi tập thể và kỷ luật cấp dưới thay thế, xem ra còn thua sự sòng phẳng so với cắt tóc thay đầu và mượn đầu vương hậu của Tào Tháo. Cho nên để phục ông Nguyễn Hồng lĩnh là may có ông Nguyễn Hồng lĩnh khẳng khái nhận trách nhiệm để không phải đẩy lỗi sang cho chính quyền, che đẩy trách nhiệm bằng nhận lỗi tập thể hay kỷ luật cấp dưới thay thế để đỡ khó coi với tiền nhân vì không có lẽ ở thế kỷ 21 rồi, với dân số 100 triệu mà không có ai khẳng khái dám chịu trách nhiệm. Điều lăng tăng là ông Nguyễn Hồng Lĩnh muốn từ chức chưa chắc đã được từ chức, vì nó tạo tiền lệ buộc người không muốn từ chức phải từ chức. Những người dựa vào tổ chức phân công, tổ chức giao nhiệm vụ chắc chắn không phấn khởi khi nghe lời dám nhận trách nhiệm của ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Ở phương diện tổ chức phân công, tổ chức giao nhiệm vụ chưa thấy ai kiên quyết từ chối để mà nể phục. Hy vọng rằng với tính cách thẳng thắn quyết liệt, ông nguyễn hồng lĩnh sẽ không để dân đói trong giãn cách xã hội và tỉnh đồng nai sẽ đẩy lùi được dịch bệnh muốn đất nước không tục hậu thì trước hết phải có những người lãnh đạo dám chịu trách nhiệm dám tự nguyện từ bỏ quyền lực trong khung cảnh cả bộ máy đã hàng chục năm không có ai chịu tự nguyện rời bỏ quyền lực dẫu chỉ mới tuyên bố thôi thì trường hợp ông nguyễn hồng lĩnh cũng đã là quý hiếm rất mong có thêm một người dám tuyên bố như ông nguyễn hồng lĩnh nữa để mà nể phục nếu hàng ngũ lãnh đạo từ tỉnh thành cho đến trung ương có nhiều người dám tuyên bố như ông nguyễn hồng lĩnh thì nhiều điều mới có lợi cho đất nước sẽ xuất hiện cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo của chúng tôi